Hello các bạn, hôm nay mình sẽ giúp cho các bạn biết được những loại bài, những loại câu thường hay có trong bài tốt nghiệp trung học phổ thông của môn tiếng Anh. Ok, trong cái video này mình sẽ cho các bạn bổ sung thêm những loại từ và cũng như những thành ngữ mới mà người Anh hoặc người Mỹ họ thường hay giao tiếp hàng ngày. Ok, và cũng như là cấu trúc câu, mình sẽ giúp cho các bạn nhận biết được những dấu hiệu nào để mà mình có thể tìm ra được, mình nhận biết được cái loại câu đó. Ok, vậy chúng ta sẽ cùng nhau làm bài nhé. Ok, so let's do trong video này mình sẽ giúp với các bạn làm từ câu 1 cho tới câu số 8. Nếu chúng ta làm từ câu 1 đến câu 55 sẽ giúp chúng ta tráng ngợp về kiến thức. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau làm câu 1 nhé. Câu 1, câu 2 và câu 3, câu 4 là những dạng bài đơn giản nhất, dễ lấy điểm nhất. Câu 1, câu 2 là dạng bài phát âm. Câu 3, câu 4 chính là dạng bài những âm. Ok, chúng ta cùng nhau làm câu 1. Question 1. How can you speak this word? Các bạn sẽ đọc những từ của câu 1 như thế nào? Câu 1 A. Mình sẽ đọc là question. B. Action. C. Picture. D. Actual. Câu A. Mình sẽ đọc là âm chờ nha các bạn. Câu B. Mình sẽ đọc là âm chờ. Câu C. Mình đọc âm chờ. Và câu D. Mình sẽ đọc là âm chờ luôn. So, the correct answer is B. Next one. Question 2. How can you speak this word? So, A. We speak dangerous. Dangerous. B. Tangle. C. Battle. And D. Calculate. So, the correct answer is A. Tại sao chúng ta chọn câu A? Bởi vì câu A nó phát âm E các bạn. Mình không thể nào đọc là dangerous được, mình phải đọc là dangerous nha các bạn. B. Tangle. Nó phát âm A. C. Cũng là âm A luôn. Câu D là âm A. Ok, chúng ta làm xong phần phát âm. Tiếp theo mình sẽ làm những bài những âm. So, how can you speak this word? And what is the word stress of each word? Các bạn sẽ nhấn âm nào của mỗi từ? Ok, chúng ta sẽ cùng nhau làm một bài nhé. A. Concept. Nhấn âm 1. B. Control. Control. Nhấn âm 2. C. Conscious. Conscious. Nhấn âm 1. D. Constant. Constant. Nhấn âm 1. So, the correct answer is B. Control. Control. Nhấn âm 2. Và câu A, C, D. Nhấn âm 1. Next one. Question 4. How can you speak this word? And what is the word stress of each word? Và dấu nhấn của mỗi từ là gì? So, first one, we speak mature. Mature. Okay? Next one, nature. Nature. C, culture. Culture. And finally, measure. Measure. So, the correct answer is A. Tại sao mình chọn câu A? Câu A nó sẽ nhấn âm 2 nha các bạn. Mình sẽ đọc là mature. Mature. Chứ mình phải đọc là mature nha các bạn. Không phải đọc là mature nha. Không nhấn âm 1 là sai. Âm 1 là âm sai. Tiếp theo, câu B mình sẽ đọc là nature. Nhấn âm 1. Câu C mình đọc là culture. Nhấn âm 1. Và từ cuối cùng, nhấn âm 1, mình đọc là measure các bạn. Measure.
âm âm Z nha các bạn, ở giữa nha. Ok, next one. Câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 tới câu hỏi số 8 là một trong những bài đòi hỏi các bạn phải cần có nghĩa của từ đó các bạn mới có thể làm được bài. Ok. Câu hỏi số 5 là dạng bài gì các bạn? Câu hỏi số 5 là dạng bài hỏi về phrasal verb. Phrasal verb và collocation bắt buộc các bạn phải học thuộc cái nghĩa của nó, các bạn mới làm được bài. Ok. So, question 5. Have you ever a horse while you are riding? Cái câu số 5 các bạn dịch như thế nào? Câu số 5 mình dịch là bạn có từng bao giờ gì với con ngựa trong lúc bạn đang cưỡi nó? Vậy câu này có nghĩa là bạn có từng bị ngã khi bạn cưỡi ngựa không? Ok. So, what is your correct answer? Vậy đáp án của bạn chính xác là gì? Ok. So, what does the falling out mean? Falling out có nghĩa gì các bạn? Falling out có nghĩa là become detached or brought out. Là fallen out. Next one. Fallen over. Fallen over. Mình sẽ chọn là câu B. Tại sao? Fallen over là ngã, bị té. Ok. Next one. Fall off. Fall off có nghĩa là decrease in the number, amount, intensity or quality. Finally, fallen through. Fallen through means fail or come to not think. Okay? So we finished the question 5. So we move on to the question 6. Okay, trong câu 6 này chúng ta có một cái cụm collocation bắt buộc các bạn phải nhớ. Couldn't help. Couldn't help. Có nghĩa là gì các bạn? Couldn't help có nghĩa là không thể không. Như các bạn hãy nhớ cái cụm từ này, couldn't help nghĩa là không thể thể không. Ok. Từ kế tiếp, từ couldn't afford. Couldn't afford có nghĩa là if you cannot afford to do something, you must not do it because it would cause serious problems for you. Okay? Đó là nghĩa của từ couldn't afford. Next one, give up. Give up là cái gì các bạn? Give up có nghĩa là từ bỏ. Okay? Bỏ cuộc. Finally, feel. Feel có nghĩa là cảm thấy. Cho nên ba từ sau nó không phù hợp với đáp án câu 6. And next one, question 7. Brian's attitude, his work has always been very positive. Ok, trong câu này á, nó có nghĩa là mình sẽ dịch là thái độ của Brian như thế nào, cái công việc của anh ấy vì sao rất là sao tích cực. Các bạn hãy nhớ nha, đáp án của câu 7 mình sẽ chọn là câu đi, tại vì bắt buộc đây là một cái cụm luôn đi theo attitude to work. Như các bạn, attitude to work, cái thái độ làm việc của Brian á đối với công việc sao rất là tích cực. Ok, question 8. Mẫu câu này các bạn sẽ gặp thường xuyên ở các đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mỗi năm đều có hết. Đó là mẫu câu càng ngày ngày càng. Ok. Câu cái vế thứ nhất là mình có the faster we work. Chúng ta càng đi nhanh sao thì the sooner we will get there. Và khi chúng ta đi càng nhanh thì chúng ta sẽ càng đến chỗ nào đó sớm hơn. Ok. Câu A, mình phân tích câu A nha. Càng ngày càng mình có dùng được so sánh nhất không? Không, mình không thể nào dùng so sánh nhất. Cho nên câu A là câu đáp án sai. Next one, câu B. The soon. Câu B nó lại càng vô nghĩa nữa.
đã có the thì một là so sánh nhất, hai mà suy ra loại câu càng ngày ngày càng. Ok, rồi câu C, the more soon lại càng sai. Tại vì the more để đi dùng nó đi với những loại tính từ nào hoặc chặn từ nào, the more beautiful nha các bạn. Đó là những đáp án mà mình không nên chọn. Ok, và đáp án chính xác nhất mình sẽ chọn là the sooner. Ok, that's it, and I will see you next time. Và chúng ta sẽ cùng nhau hẹn gặp lại vào cái video kế tiếp, và chúng ta sẽ sửa từ câu số 9 cho tới câu số 35 nha các bạn. Ok, see you.